Sở Y tế thành phố Hà Nội sáng mùng 5 tháng 10 cho biết trong 12 giờ qua, thành phố đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh viện Việt Đức. Ca bệnh là chị LTHM, 49 tuổi, quê ở xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 22 tháng 9, chị M tới bệnh viện Việt Đức khám, sau đó ra thuê trọ. Ngày mùng 1 tháng 10, khu vực nhà trọ của chị có ca dương tính và bị phong tỏa. Chị là F1 của bệnh nhân TMC. Ngày mùng 1 tháng 10, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày mùng 4 tháng 10, chị được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính liên quan đến ổ dịch bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, trong đó có 34 ca phát hiện ở Hà Nội, 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác đến bệnh viện Việt Đức điều trị hay chăm sóc người bệnh. 8 ca còn lại phát hiện ở Nam Định 4 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca. Cơ quan chức năng đã lấy hơn 17.600 mẫu, có kết quả 16.283 mẫu âm tính, 34 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng cho biết đã giả soát hơn 7.256 người trên địa bàn có liên quan đi đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15 tháng 9 và đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6.714 người phát hiện 4 ca dương tính, cộng dồn số ca mắc tại thành phố Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.011 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 2.408 ca.